Xin kính chào tất cả các bạn ạ. Chúng ta đã quay trở lại kênh YouTube của Anh Công Nhân Bán Xe. Và hiện tại bây giờ là buổi chiều nhé, của ngày 22 tháng 4 năm 21 Sài Gòn chúng ta đây. Chắc lại sắp có một cơn mưa cuối buổi chiều. Thì mình cũng tranh thủ trong buổi chiều ngày hôm nay, mình sẽ gửi tới tất cả anh em chúng ta một chiếc Fortuner máy dầu số sàn. Thì như chúng ta biết thì công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, ngoài kinh doanh xe mới ra thì bên mình còn chuyên mua bán tất cả những loại xe cũ, không chỉ Toyota mà tất cả các hãng khác nữa. Trong đó thì những dòng Fortuner máy dầu số sàn và máy dầu số động luôn luôn là những chiếc xe được khách hàng quan tâm nhiều nhất và cũng gọi cho mình nhiều nhất, hỏi về mẫu xe này. Và luôn luôn có những dòng xe lướt các bạn nha. Thì trước mắt các bạn chúng ta đang xem đây, đó là một mẫu xe Fortuner máy dầu được sản xuất năm 2020 các bạn ạ. Và số mét chỉ khoảng độ 16.000 mét thôi. Thì rất nhiều anh em chúng ta thắc mắc tại lý do là sao thì khách hàng mới chỉ chạy được có vài ngàn km thôi. Thậm chí bên mình đã thu những xe chạy có mười mấy cây số thôi thì khách hàng cũng đã bán. Thì rất nhiều các bạn lý do các bạn ạ. Có thể là do phong thủy, có thể là do khách hàng mua xe nhưng mà không thực sự là cảm thấy mãn nguyện khi mà sử dụng những mẫu xe này. Như trường hợp này thì khách hàng chúng ta có hai lý do các bạn ạ. Đó là một là biển số không được đẹp, mang số Long An các bạn nhé, 621-7878 thì mình tạm dịch ra là nhất thất bát đấy. Thì khách hàng đã quyết định đổi sang một mẫu xe khác thì đã bán cái chiếc xe này cho bên mình. Thì với một chiếc xe 2020 mà chỉ chạy được khoảng độ mười mấy ngàn thôi thì đây cũng là một cái lựa chọn tốt cho những anh em nào chúng ta đang có nhu cầu mua xe chạy kinh doanh. Và anh em nào chúng ta ở tỉnh thì chúng ta có thể sở hữu mẫu xe này. Bởi vì trong thời khắc kinh doanh bây giờ rất là khó khăn các bạn ạ. Thì việc chúng ta tiết kiệm được một số tiền khoảng độ gần 100 triệu cho một mẫu xe mới như này, đây cũng là một số tiền đáng để chúng ta cân nhắc ạ. Sản xuất năm 2020 nhé. Và chạy được mười mấy ngàn thôi. Phụ kiện của mẫu xe này thì bao gồm đã có DVD. Khách hàng của chúng ta đã bọc một bộ ghế da. Ghế da này cũng khá xịn các bạn ạ. Và bọc một cái lót, cái bọc trần hình 5D các bạn ạ. Đây là loại 5D. Dán phim, đơn giản vậy thôi. Xe của chúng ta vẫn được còn nguyên chế độ bảo hành của Toyota nhé, đó là 3 năm hoặc 100.000 km. Thì chúng ta có thể yên tâm hơn khi sử dụng mẫu xe này. Và Fortuner chúng ta bây giờ hiện tại có 5 phiên bản các bạn ạ. Và phiên bản chúng ta đang xem đây, đó là số sàn đang được công ty Toyota chào bán với mức giá là khởi điểm là 981 triệu và sau khi cộng tất cả chi phí như là đăng ký biển số, thuế trước bạ 10%, bảo hiểm thì chúng ta có mức giá là 1 tỷ 070 triệu. Thì nếu anh em nào chúng ta đang có dự định kinh doanh nhé, chúng ta đầu tư những form xe này thì chúng ta tiết kiệm một số tiền khoảng độ gần 100 triệu cho mẫu xe lướt này. Và bên mình có cam kết 3 tiêu chí nhé, đó là không đâm đụng, không ngập nước và không tuồng hồ. Mặc dù đây là chiếc xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà bên mình vẫn luôn có những cam kết, đó là đã kiểm tra 176 hạng mục nhé, theo chuẩn của Toyota Việt Nam. Xe chúng ta được đầu tư phim Sintech, đây là hãng phim cũng khá nổi tiếng. Xe chúng ta chưa có lót sàn nhé. Đây là chiếc xe chạy gia đình nên là khách hàng cũng không cần thiết phải lót sàn. Thì thông thường là một cái xe chúng ta để cái sàn nỉ ấy, thì chúng ta sẽ có cảm giác là nó ấm cúng hơn rất là nhiều. Nha, toàn bộ phần cốp xe các bạn ạ. Và hiện tại ngoài số sàn nhá thì bên mình đang còn có những mẫu xe số động một cầu và số động hai cầu. Thì thông qua video này thì những em nào chúng ta ở xa, chúng ta không có điều kiện để ghé thăm đại lý công ty Toyota Cảng được, thì quý bạn chúng ta có thể liên hệ ngay khi các bạn xem video này thông qua số điện thoại, đó là 0938823826, và mình là anh công nhân bán xe nhé, để mình tư vấn rõ hơn về thông tin mẫu xe này và chương trình hỗ trợ trả góp thông qua hình thức vay của ngân hàng tài chính Toyota hoặc là một số ngân hàng quốc tế. Bây giờ thì mức lãi suất cũng khá ưu đãi các bạn ạ, khoảng độ 0.66% một tháng thôi. Và rất cảm ơn nhé quý bạn chúng ta đã thường xuyên theo dõi clip của mình.
và để cập nhật những dòng xe mới hơn thì tất cả các bạn chúng ta đừng quên nhé, bấm nút like và bấm kênh đăng ký để ủng hộ mình. Có lẽ Sài Gòn chúng ta bắt đầu có những cơn mưa, hạt mưa lác rác rồi đó, thì mình sẽ xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất nhé.